prescribed drugs. Ý định của chương trình viên là muốn thúc đẩy giới thiệu và thúc đẩy Don't tell the drugs we can only prescribe by doctors. Quảng bá cái thuốc mà bác sĩ có thể kê đơn chứ không phải thuốc OTC. Although this is for over the counter. Thuốc bán không kê đơn. Over the counter means like you don't need a prescription from a doctor. And also like there was like because there is a lot of medical representatives is someone like who doesn't have any medical background or pharmacy background, they can still sell like medical devices or over the counter drugs to a pharmacy to blah 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 and but only someone who with medical background or pharmacy background you can those person is only entitled or qualified to do those kind of job. You need a certificate. Đây là cái gì thì ngắn gọn. Mặc dù chỉ được viên thì nó không có cái kiến thức nền về cái y tế hay y tế y khoa, nhưng mà họ vẫn có thể bán được những loại thuốc. Tức là có nhiều kiểu trình dược viên, nhưng mà cái trình dược đang nói đây là trình dược bệnh viện. Còn có trình dược mà hàng OTC nữa thì anh không cần phải. Và giờ anh không cần bằng y, anh vẫn có thể đi bán thuốc để anh vẫn có thể đổ thuốc tại nhà hàng. So first of all, you need to meet your doctor, your physician. Trước tiên là bạn phải cần gặp bác sĩ hoặc là PCM. So your schedule need to match to their schedule. Your schedule need to match. Need to match of to fit to their schedule. Lịch làm việc của mình. Phải khớp với lịch làm việc của bác sĩ. So then you will have like a there was start from 7:30 a.m. And okay. So you only have the chance to you only have the chance to meet them before rounds. After handover and then before rounds in between. Ở đây thì thường là bạn phải bắt đầu bác sĩ thì bắt đầu vào 7:30 và thường thì họ phải gặp vào lúc họ giao ca tham hai đầu ba and before rounds và xoay quanh trước khi thăm trước đi à để trước thăm khám before rounds round phòng khám cái lượt đấy vòng nhé vâng anh có s nữa mới vào đứng dừng xa cách quá đừng đi vào. And so maybe you only have like from 30 seconds to 10 minutes to have a quick talk with them to brief like the products. Theo đó bạn chỉ có từ đến khoảng 30 giây đến khoảng 10 phút để có thể giới thiệu với họ về cái thuốc của mình. And if they don't have any they have no time, then you only maybe like meet them after maybe 9 or 10 a.m. Và theo đó nếu họ không có thời gian thì đôi khi chúng ta phải gặp họ vào lúc 9 giờ tối. After rounds. À, sau 9 giờ tối. And maybe after that you can go for like consultant room. Sau đó thì bạn phải đi vào phòng tư vấn. Ok. Phòng chẩn đoán. Phòng chẩn đoán. Or maybe invite them for lunch when they are available. Và có thể họ mời họ ăn trưa nếu họ rảnh. So that will be a valuable time for you to promote your trust. Also, how to make your product stand out to your competitors. Stand out. Khác biệt. Theo đó thì cô giáo bạn mới nói chuyện. And that will be the valuable time for you to promote your products to make những cái thời gian quý giá để có thể những khoảng thời gian quý giá để sản phẩm to make your products stand out và khiến cho cái sản phẩm của mình trở nên nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Yes.
And then after that, so then you have the afternoon shift, maybe at 3 p.m. You can also at the afternoon shift. Afternoon shift. You can visit at the internal medicine department. Và bạn có thể đi gặp một cái phòng internal. Khoa nội. And also like now yeah promote and your products to the physician. Bạn có thể quảng bá sản phẩm với cả bác sĩ. Yes. So your schedule might seem to be flexible. Sau đó thì cái lịch trình hoạt động của bạn khá là linh hoạt. However, you also have like after work time. Và thường là bạn cũng phải làm có thời gian là sau giờ làm việc. Like having lunch or dinner, and also doing a report to the company. Cái đó thì có thể bạn phải ăn trưa, ăn tối và viết báo cáo. Decision. Yes, và viết báo cáo cho công ty. And also prepare for the next event, the next promotion of the new products. Và chuẩn bị cho những cái lần sự kiện tiếp theo hoặc là những lần quảng bá tiếp theo. So it's So the next question I asked about my the guy at the medical rep is like can you apply all the knowledge that you study at the pharmacy school? Knowledge. The next question is like I asked the guy about like so can you apply all the knowledge that you have learned at the pharmacy school. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể ứng dụng những cái kiến thức mà bạn đã học ở trường không? The answer is like a very little. Và câu trả lời rất là ít. Because like you can just like memorize all the characteristic of the drugs. Và cái bạn có thể nhớ gần như chỉ là đặc điểm của thuốc. And then like you will forget all the pharmacologies. Và bạn sẽ quên hết về cái môn dược lý, môn ba môn của dược lý. All the pharmaceutics or pharmaceutical science that you have learned. Và cả về khoa học thực phẩm mà bạn học. Thanh ngành học chỉ. À, báo chí cũng là chỉ. Yes. So is there like a lot of people criticize pharmaceuticals representative as in like they try to bribe the doctors? Thì liệu có nhiều người tình dục viên thì bị phê phán vì đóng hiệu bác sĩ không? The answer is like they will categorize doctors into three groups or two groups. Chúng ta có thể phân bác sĩ là ba loại, hai loại. So the group one is commercial physician. Thứ nhất là những cái bác sĩ mà có tính thương mại. So the ones you can only maybe give them discount for your products. Sau đó thì chỉ cần là giảm giá cho sản phẩm. Nói chỉ mới nói gì đấy thì chỉ cần giảm giá là còn chứ không. Have them like a really big commission. Đưa cho họ những cái khoản hoa hồng lớn. And also buy them like lunches and all the luxuries things. Và tặng cho họ những bữa trưa hoặc là những cái chuyến du lịch luxury theo các cao cấp. The second doctor is the one who between the patient interest. Cái nhóm thứ hai là những người quan tâm đến bệnh nhân. Yes. And also